Chào cả nhà. Đây là hình ảnh hậu trường của cô dâu bơ. Hôm nay là thôi nôi bơ. Bơ tròn 1 tuổi âm lịch nha. Cô dâu bơ ơi, hậu trường kỳ quá à. Lộ hàng hết trơn à. Cô dâu mặc đồ đẹp chưa? Cô dâu mặc đồ đẹp nè bà ngoại ơi. Bà ngoại không lên chơi với bơ à? Cô dâu mặc áo lòi vú quê sệ. Cô dâu ơi, cô dâu giờ cô dâu vô thay đồ nghỉ ngơi chuẩn bị tiệc chính. Nãy cô dâu quậy quá. Cô dâu ơi, kéo kéo vú lên. Cô dâu kỳ quá. Nay cô dâu đi giỏi lắm rồi.